Phạm Thị Minh đạt điểm văn 9, điểm sử 9,75, điểm địa 9,75, cộng 1,5 điểm vùng, cô bạn đã được tròn 30 điểm trong kỳ thi Phổ thông Trung học Quốc gia. Phạm Thị Minh, học sinh trường Phổ thông Trung học Tân Kỳ, Nghệ An, là gương mặt nổi bật, giành 30 điểm thi khối C trong kỳ thi Phổ thông Trung học Quốc gia năm 2017. Với số điểm này, nữ sinh xứ Nghệ An tự tin có thể đậu bất cứ trường đại học nào. Gia đình Minh thuộc diện hộ nghèo của xóm, bố Minh năm nay 50 tuổi, mẹ 47 tuổi, sức khỏe không còn được như xưa. Gia đình Minh làm nông, bố mẹ thỉnh thoảng đi làm thuê để có thêm tiền lo cho hai chị em Minh ăn học. Nhà không có con trai nên Minh gần như phải đảm đương mọi công việc với tư cách là chị cả. Sáng lên lớp, chiều về nhà lại phụ giúp bố mẹ những việc như nấu ăn, giặt giũ. Những việc như chăn bò, làm cỏ ngoài đồng mình cũng không ngại. Là con gái nhà nông nên những công việc này đối với mình không quá vất vả. So với những cực khổ của bố mẹ thì những gì mình làm chưa thấm tháp vào đâu, mình chia sẻ. Mỗi ngày sau khi thu xếp hết mọi công việc, 8 giờ tối mình mới ngồi vào bàn để ôn bài. Có những hôm mệt mỏi vì lao động ban ngày nhưng Minh vẫn cố gượng bên chiếc bàn cũ kỹ, học đến tận 4 giờ sáng, cô tâm sự. Mình biết gia đình không có dư dả gì nên cố gắng học tập để bố mẹ vui lòng. Gia đình không có con trai nên thiệt thòi. Nhiều lúc thấy bố mẹ vần vật suốt ngày để có tiền lo cho hai chị em. Mình thấy thương và tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mình kể, hôm biết kết quả thi mình đã thét lên vì sung sướng. Bố mẹ hàng xóm cũng qua chúc mừng nên cảm thấy hạnh phúc lắm. Hôm kết thúc kỳ thi, môn sử và địa mình khá tự tin nhưng môn văn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Kết quả này với mình quả thật là một sự nỗ lực suốt nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường. Nói về phương pháp học tập, Minh cho biết học từ sách giáo khoa, từ giáo viên trên lớp là chính. Ngoài ra, cô bạn có đọc thêm một số tài liệu mở rộng để làm phong phú thêm kiến thức. Minh ít khi lên mạng theo học online như nhiều bạn trên thành phố, một phần vì không đủ điều kiện, phần khác là không có nhiều thời gian. Minh thích nhất là môn lịch sử, điểm tổng kết 12 môn học của Minh đạt 9,9. Cô bạn từng giành giải nhì cuộc thi học sinh giỏi lớp 11 môn sử. Chính vì yêu thích khám phá văn hóa trên thế giới, Minh đăng ký khoa Đông Phương của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ bé đến giờ, Minh chưa một lần được đặt chân lên thủ đô Hà Nội. Cô bé trẻ ở vùng quê cũng tưởng tượng ra nhiều điều về ngày được đặt chân lên thành phố. Tâm trạng của mình lúc này có chút háo hức xen lẫn lo lắng. Mình tưởng tượng ra cảnh Hà Nội có nhiều nhà cao tầng, xe cộ, người chen chúc và sợ bản thân sẽ bị lạc lõng. Nỗi lo chung của Minh và bố mẹ lúc này là chi phí cho những năm học đại học. Dù lo lắng nhưng bố mẹ nói có thế nào thì cũng quyết tâm cho con đi học bằng được, khiến mình càng thêm xúc động. Minh tâm sự, tâm trạng ngổn ngang là thế nhưng khi nghĩ về tương lai trước mắt, Minh lại ánh lên niềm tin. Hiện cô bạn đã xác định tâm lý thật tự tin, quyết tâm đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Chặng đường mới phía trước dù khó khăn nhưng Minh sẽ cố gắng hết sức để sống tốt, phấn đấu trong công việc và ổn định về sau để bù đắp cho bố mẹ. Minh nói, cô Nguyễn Thị Kim Dung, giáo viên lịch sử Phổ thông Trung học Tân Kỳ chia sẻ, tôi không quá bất ngờ về kết quả em Minh đạt được bởi nó phản ánh đúng năng lực và sự cố gắng trong suốt quá trình học tập. Minh là học sinh thông minh, tự tin, chăm chỉ và có cầu tiến trong cuộc sống. Mặc dù gia đình còn khó khăn nhưng em luôn vượt qua hoàn cảnh, muốn thay đổi cuộc sống. Trong học tập, em là người có tư duy, luôn biết cách lập luận, kiến thức chặt chẽ, có những phương pháp tiếp thu bài khoa học. Cô Kim Dung là một trong những người đã góp phần định hướng về việc chọn ngành nghề cho Minh. Minh là người có tố chất về lịch sử. Khi nghe em nói về ước mơ, tôi thấy Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn là môi trường tốt nhất. Là người theo sát, tôi luôn chúc cho em có thêm niềm tin và thành công hơn nữa, cô Dung chia sẻ.